anh ấy sắp cưới người khác rồi. Bây giờ con chị phải làm thế nào? Em mau chạy ra gọi anh ấy lại đây cho chị. Không biết Hoa đã có chủ chưa nhỉ? Cô chả là cái đinh gì nữa. Anh! Cho nên mới thối nát như thế này đấy. Tôi sẽ khiến anh phải quỳ trước mộ của chị ấy và xin tha thứ. Đây là giấy quyết định của hội đồng quản trị. Chị đọc cho kỹ đi. Chị, có chuyện gì thì chị cũng phải bình tĩnh nói em nghe, thế mới biết được chứ. Anh hiếu bỏ chị rồi. Bây giờ con chị phải làm thế nào bây giờ? Em biết ngay là sẽ xảy ra chuyện này mà. Ngay từ đầu em thấy hắn ta đã chẳng tử tế gì rồi. Từ lúc chị bầu bí đến giờ, hắn ta có qua thăm chị được ngày nào đâu. Thế bây giờ hắn ta nói gì với chị? Anh ấy sắp cưới người khác rồi. Bây giờ con chị phải làm thế nào? Cái gì? Hắn ta cưới ai cơ? Đúng là đồ đàn ông khốn nạn. Thôi, chị nghe em, chị nín đi. Bây giờ chị phải nghĩ cho đứa con trong bụng chị chứ. Mà từ sáng đến giờ chị chưa ăn gì phải không? Hay bây giờ em chạy ra mua cho chị bát cháo nhá. Chị phải ăn cho con chị chứ. Con chị không thể sinh ra không có bố được. Thôi chị bình tĩnh nghe em nói này. Ở nhà đợi em. Em mua cháo về cho chị nhá. Trưa nay em muốn ăn gì nào? Anh ăn gì em ăn đấy. Ok. Chị Yến, chị đi đâu mà để em tìm chị từ nãy đến giờ thế? Thì là anh Hiếu. Anh Hiếu kia kìa. Em. Trời ơi. Em mau chạy ra gọi anh ấy lại đây cho chị. Chị. Thì ra hắn là kẻ phụ tình chị đấy à? Chị còn quan tâm đến hắn làm gì nữa? Thôi đi về với em đi chị. Hắn ta không lo được cho chị thì để em lo. Không được. Chị. Em chạy ra gọi anh ấy đi. Nghe em, về đi chị. Chị phải chạy ra nói chuyện với anh ấy một lần nữa. Đã 7 năm trôi qua, giờ cũng đã đến lúc phải gặp nhau rồi đấy. Chị à, chị yên tâm, em sẽ khiến cho hắn ta phải trả giá. Mời vào. Chào anh, tôi là Thảo, giám đốc của công ty NCT. Rất vui được hợp tác với anh. Chào cô, tôi là Hiếu, giám đốc của công ty cung ứng Lê Hiếu. Nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Mà trông cô có rất trẻ, đã đạt được chức vụ cao như thế,
không biết Hoa đã có chủ chưa nhở? Quả thật là tôi quá bận rộn với công việc của mình, cho nên cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Không như giám đốc Hiếu đây, được cả đường công danh lẫn đường tình cảm. À mà tôi đến đây là để làm việc, nên mong ở công ty anh công tư phân minh, còn ở ngoài công ty thì lại là chuyện khác. Anh đi đâu mà bây giờ mới về? Công ty có tí việc. Công ty anh có việc gì phải gọi điện báo em một câu chứ. Bây giờ tôi đi đâu hay làm gì tôi cũng phải báo cho cô à? Cô có cái thói quen kiểm soát chồng từ bao giờ đây? Mấy ngày hôm nay anh toàn về muộn thôi. Em gọi điện thì anh không nghe máy. Em là vợ em cũng có quyền được hỏi à? Tôi không muốn cãi nhau với cô. Suốt ngày giúp trong cái xó bếp thì biết cái gì. Cô đừng làm phiền tôi nữa. Alo, anh Hiếu à? Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về nhá. Anh đã về đến nhà chưa? Cảm ơn cô đã quan tâm. Chồng tôi về nhà rất an toàn. Thế chị là... Tôi là ai á? Tôi là vợ của anh ấy. Cô không biết là cô đang quyến rũ người đã có gia đình rồi đấy à? Ai cho cô tự tiện nghe điện thoại của tôi? Alo em à? Là anh gọi lại cho em sau nhá. Anh đang ngoại tình công khai trước mắt em đấy à? Phải thì sao? Anh hay lắm. Anh đi với gái thì vui vẻ, về nhà để mặt sưng mày xỉa với tôi. Anh coi tôi là người đã chết đấy à? Cô ấy xinh đẹp, thú vị và tài giỏi, chứ không nhạt nhẽo như cô. Anh... Tôi nhạt nhẽo. Ngoài kia người ta mặn mà, vậy sao anh còn lấy tôi? Bởi vì nhà cô có tiền. Bây giờ ấy, tôi có tất cả mọi thứ trong tay rồi. Cô chả là cái đinh gì nữa. Anh! Hôm nay cô cũng biết hết mọi chuyện rồi. Chúng ta rõ ràng với nhau luôn. Chuẩn bị mà ký giấy ly hôn đi. Anh Hiếu, anh làm ăn thế này mà anh vẫn còn ngồi được cái ghế giám đốc nhỉ? Hả? Anh xuống học lại tiểu học đi. Anh nói quá lời rồi đấy. Tôi quá lời á? Hay là anh làm xây dựng mà dám rút ruột công trình, vật liệu toàn những thứ phế thải, cái xã hội toàn những người như anh ấy, cho nên mới thối nát như thế này đấy. Anh xem đi. Tôi sẽ không tin tưởng vào công ty của anh nữa. Nể tình cô Thảo, tôi sẽ không kiện. Nhưng tiền bồi thường ấy không được thiếu một xu. Sao? Có đau? Có sót không anh yêu? Em... Đúng rồi. Tôi đã làm gì cô? Sao cô lại làm như thế? Là bởi vì anh ngu. Nếu như anh không ngu ấy, thì làm sao tôi có thể dắt mũi được anh? Tôi có tội tình gì với cô mà cô lại làm như thế với tôi? Thế thì anh hãy nhớ lại 7 năm trước anh đã gây ra lỗi lầm gì đi. Anh có nhớ cô gái tên là Trần Phương Yến không? Người phụ nữ năm xưa
đã bị anh bạc tình bỏ rơi, không màng đến tính mạng của mình, chạy đuổi theo anh và đã bị ô tô đâm chết. Đó chính là chị gái của tôi. Tôi đã thề với chị ấy rằng tôi sẽ khiến anh phải quỳ trước mộ của chị ấy và xin tha thứ. Và tôi rất muốn anh phải trả giá. Và ngày hôm nay tôi đã làm được điều đấy. Văn phòng của tôi, sao các cô dám tự tiện vào? Văn phòng của anh á? Bây giờ xin nhắc chồng cũ biết, anh chính thức bị đuổi khỏi công ty. Đây là giấy quyết định của hội đồng quản trị. Đọc cho kỹ đi. Ai dám đuổi tôi? Tôi là người cổ đông nhiều nhất cái công ty này. Ấy chết, tôi quên mất không nói với anh. Toàn bộ cổ phần mà anh trao cho tôi, tôi đã trả về chủ cũ mất rồi. Các người đúng là một lũ đàn bà độc ác. Đừng bao giờ đánh đồng chúng tôi với anh. Anh hại người ta mất mạng, lừa dối tôi suốt 7 năm, cướp đoạt tài sản gia đình tôi. Hạng người như anh ấy, có chết 1000 lần cũng hết tội đâu. Người mà bây giờ anh cần xin tha thứ ấy, chính là người chị gái đã khuất của tôi và đứa cháu bé bỏng còn chưa được chào đời của tôi nữa. Anh sẽ phải trả giá tất cả, coi như là để cho anh bớt nghiệp đi. Với cái khoản nợ mà anh nợ cái công ty này, chắc có bán hết gia tài cũng không thể nào trả hết đâu. Thôi, chúng ta đi, để cho anh ta ngắm nhìn cái công ty này một lần cuối. Chào anh. Ah!